Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn thì ngay lúc này đây, chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe Toyota Innova. Đây là cái phiên bản 2.0e, tức là số sàn, máy xăng. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn thì chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ, cho nên là tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp. Sau 5 năm sử dụng, chiếc xe này chạy hơn 8 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về đây ạ. Tôi quay và giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn. Rồi sau đó thì chúng tôi mới đi dọn dẹp sau ạ. Về bên ngoài thì nó có thể một vài chỗ nó vẫn có xước sát một chút. Lát nữa thì chúng tôi sẽ cho đi đánh bóng. Nếu như chỗ nào mà xước nhiều thì chúng tôi sẽ sơn và dọn dẹp lại toàn bộ về chiếc xe Innova 2.0 này ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc Innova 7 chỗ mà số sàn như thế này thì đến 90% là xe chạy dịch vụ hoặc xe của công ty chạy rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là xe tư nhân chạy, tư nhân chạy và xe không chạy dịch vụ, cho nên là nó chạy rất ít, hơn 8 vạn km, tất cả còn nguyên bản hết, dàn lốp cũng còn nguyên bản luôn ạ. Đấy, quý vị các bạn có thể qua xem trực tiếp ạ. Tí nữa tôi quay trực tiếp cho quý vị và các bạn cũng từng xem tất cả. Đây là cái cụm đèn hậu, tất cả cũng còn rất là mới, đèn pha cũng còn rất là sáng, xi nhan cũng đã được tích hợp lên trên tai rồi ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đều xe ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất ạ. Táp bi cửa trước đây ạ. Tất cả còn keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi thì còn rất sạch. Nội thất cũng rất là sạch sẽ. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn rửa gì cả, nhưng mà nó cũng rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Nội thất rất là mới vì chiếc xe không chạy dịch vụ cho nên là nó mới được đẹp như thế này à. Chứ phần lớn những chiếc xe chạy dịch vụ thì bây giờ là nội thất cũng nhàu, rất là nát rồi à. Đấy, tất cả còn rất là mới. Đã có cả sàn 3D, lót sàn 3D rồi. Ghế da. Date sản xuất là 2015. Thưa với quý vị các bạn, đây là cái phần tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 tại công ty Toyota Việt Nam. Tất cả còn rất là mới, vô lăng cần số cũng còn nguyên bản. Đấy, thưa với quý vị và các bạn. Rất là mới luôn ạ. Đây là cái đồng hồ của xe. Xe cũng đã chạy được 8 vạn 8 km rồi ạ. Và cái thưa với quý vị các bạn, đồng hồ này thì chúng tôi không tua đâu ạ. Chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi quay luôn, chia sẻ luôn đấy ạ, không tua. Chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua cái đồng hồ này. Tất cả là còn nguyên bản, vừa mua về đây luôn là tôi quay còn chưa kịp rửa cơ. Lát nữa thì chúng tôi mới cho đi đánh bóng, dọn dẹp, rửa ráy rồi đăng bán. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị các bạn, chỉ 425 triệu đồng thì chúng tôi đã, thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Toyota Innova 2015 này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vẫn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay tới 70% giá trị của xe. Đấy, thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả nó còn rất là mới, vừa mới mua về đấy nha, chúng tôi chưa có làm gì cả. Nếu như làm gì rồi thì quý vị và các bạn lại cho rằng là bên anh em thợ đã mông má lại. Nhưng thưa với quý vị các bạn, bây giờ kinh doanh xe chúng tôi làm hết sức tiết kiệm đấy ạ. Chứ vì nếu như bây giờ mà lại bỏ ra một số tiền mông má vào đấy thì có khi còn không còn lợi nhuận ạ. Vô lăng cần số, tay phanh, tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần vô lăng. Vô lăng cũng còn rất đẹp luôn. Tất cả còn nguyên bản, đầu CD của xe cũng còn nguyên bản theo xe. Duy nhất chủ xe làm lại thêm những, đó là dán phim cách nhiệt này, lót sàn 3D này, cảm biến lùi. Đấy là những cái phần mà chủ xe làm thêm, chứ còn lại là tất cả là nguyên bản hết ạ.
phần nhựa này, phần nội thất này, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Anh em nào mà bây giờ mà có ý định mua chiếc xe này về mà chạy dịch vụ thì quá tuyệt vời, tại vì là chiếc xe này rất là chất, còn rất là mới. Xe gia đình hay công ty đi còn rất là được, rất là đẹp, chứ không nói gì đến mua về chạy dịch vụ. Vì cái dòng này nó gọi là Toyota thần thánh rồi, máy móc rất là bền bỉ. Đây là cái phần nội thất đằng sau, tất cả cũng còn rất là mới, rất là đều ạ. Tôi cam kết chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản. Đây là cái phần cốp sau, cốp sau cũng còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Cam kết về chất lượng, chúng tôi có thể cam kết với quý vị các bạn bằng văn bản về chất lượng là thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Riêng những cái phần nhựa rất là mới đấy ạ. Đây là cái cụm đèn hậu đây. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Nội thất tuyệt vời luôn đấy ạ. Hiếm gặp được những chiếc xe mà nó đẹp như thế này. Vì quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ, những chiếc xe ở cái phân khúc Innova 7 chỗ mà lại số sàn thì phần lớn là xe chạy dịch vụ mà ra thôi, hoặc là xe công ty chạy rất nhiều. Nhưng chiếc xe này là xe cá nhân, mới chạy có hơn 8 vạn km cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Nội thất mới tinh luôn, mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có đánh bóng, chưa dọn dẹp gì cả, tất cả là còn nguyên bản. Vừa mới mua về, chúng tôi vừa mới mua về cái là chúng tôi quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn. Những chiếc xe này thì rất là đẹp và đều xe, không có điểm gì để chê đâu ạ. Rất là mới luôn. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây là từ cái dàn lốp cũng còn nguyên bản luôn. Đây thưa với quý vị và các bạn, tôi quay trực tiếp và thật gần để cho quý vị và các bạn cùng xem. Hoa lốp còn rất là dày dày, cả 4 lốp, cả 5 lốp luôn, cả lốp sơ cua luôn. Và date sản xuất là năm 2015, đúng theo đời của xe đấy ạ. Đấy, dàn lốp còn nguyên luôn, tất cả là nguyên bản đấy. Và cái phần quan trọng nhất thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Cái nồi đồng cối đá đây, đây chính là chiếc động cơ 2.0 của xe. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng 2.0 lít và hộp số sàn. Đây tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem từ cái ốc cabo trước này. Ốc cabo này, keo chỉ của cabo, tất cả ốc cabo còn nguyên bản, keo chỉ cũng còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào. Thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi có thể cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không tai nạn, ốc còn nguyên bản hết đấy ạ. Từ ốc cabo cho đến ốc tai, đến những cái ốc xương đầu xe, tất cả là còn nguyên bản như này đấy ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản như thế này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Máy móc cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể xem luôn ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi vừa mới lấy về, chưa có dọn dẹp gì cả, tất cả nó còn bẩn, nhưng tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn cùng xem, không có gì phải giấu giếm quý vị và các bạn cả. Chúng tôi kinh doanh lấy chữ tín làm đầu, cho nên là chúng tôi luôn cam kết về chất lượng, cho nên chúng tôi không có gì phải giấu giếm khách hàng. Đây, kể cả cái ắc quy này, thưa với quý vị và các bạn, cái ắc quy này tôi đè thì cũng thấy nó hơi yếu một chút, lát nữa thì chúng tôi sẽ cho thay cái ắc quy. Cho nên là quý vị và các bạn đến xem xe thì chắc chắn là chiếc xe này nó rất ngon. Từ cái ắc quy chúng tôi cũng thay mới luôn cho quý vị và các bạn, tại vì sau những năm tháng sử dụng những cái phần đấy là cái phần hao mòn. Ắc quy, ắc kiếc rồi lốp liếc là nó là những cái phần hao mòn. Đây là cái phần ốc đây, ốc mặt máy này, ốc cổ xả, đây những cái ốc đấy nếu làm máy rồi là phải mở có vết
nhưng chiếc xe này tất cả còn nguyên bản ạ. Vậy quý vị và các bạn nào quan tâm đến chiếc xe Innova 2015 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.